Hello uh, cả nhà, hôm nay mình muốn chia sẻ về uh, Adobe Acrobat Professional hay là gọi là Adobe Acrobat DC của 2021 tại vì có rất là nhiều anh chị mở tiệm nail, mở nhà hàng, mở quán ăn có những cái thực đơn, có những cái bản giá đã được xếp uh, lại thành PDF file thường PDF file mà mình open nó là có thể open bằng uh, Edge, Microsoft Edge đây, đó giống như là một trang Explorer um, coi như là trong này mình không có chỉnh sửa gì được nữa hết ok tại vì nó đã thành pdf file rồi có nhiều người không có được cái file gốc để mà làm việc được nữa um, tại vì đa số đại đại đa số designer làm ra thì giữ lại cái hình gốc của họ để là nếu mà ai mà có cần chỉnh sửa gì phải mướn lại họ để mà phải trả tiền trả lương thì cái đó là cái công việc của mọi người còn ở đây thì thường là người ta làm một cái design là xong thì người ta save thành JPEG hay là thành PDF để cho bà con đi in để cho in ra được bao nhiêu cái thực đơn bao nhiêu cái uh, um, bảng giá uh, còn cái file gốc để mà chỉnh sửa thì uh, hầu như là ít ai nhận lại được lắm mà Việt Nam người Việt Nam mình thì uh, không biết những cái đó tại vì uh, các anh các chị đa, đa số là đầu óc để mà làm ăn kinh doanh thôi chứ không có nghĩ đến là những cái mà sau này mình đổi giá cả làm sao đó thì cũng không có để ý tới, không có quan tâm Còn không chi ra một ít thôi là có người sửa cho mình rồi um, Yeah, nhưng mà không phải ai cũng như vậy Tại vì có những người họ um, Không có điều kiện hay là mới mở quán, mở tiệm Hay là chỉnh sai cái gì đi Đâu thể nào mà họ cứ nhờ ngoài đâu Thì cũng giống như là bây giờ mình đang dùng một cái PDF file của bà chị Để mà mình uh, làm cho cả nhà mình nhìn thấy Bằng uh, Adobe Acrobat DC Um, sau khi setup Adobe Acrobat DC xong các bạn có một cái gọi là cái uh, tweaks nó nằm ở dưới đây right click lên thì nó để là edit bằng uh, Adobe Acrobat, ok? các bạn mở ra thì thật sự mà nói nó rất là đơn giản nó tự scan để mà nó lưu lại cái original file còn cái cái file mà mình làm việc á thì nó sẽ khác đây ở đây các bạn nhìn thấy là nó sẽ nhận bao nhiêu trang và nó sẽ uh, duplicate cái uh, cái đó. Ok. Cái này cũng là lần đầu tiên mình mở cho nên uh, nó còn uh, hiện ra những cái uh, tips. Ok. Thì uh, đây là cái uh, thực đơn của cái tiệm của bà chị. Mình nói ví dụ như uh, muốn chỉnh sửa đi. Ok, muốn chỉnh sửa giống như là bây giờ Hội An ở đây thì là cái tên rồi cho nên mình cũng không thích chỉnh sửa gì mấy Nhưng mà thôi bây giờ mình thử làm cho cả nhà mình nhìn thấy tiếng Việt Hội An Ok Rồi, những cái món ăn Những cái món ăn, ví dụ như nem Ha, mình thánh gỏi cuốn Gỏi cuốn thì dấu hỏi đúng không? Dấu hỏi Rồi, cuốn là ô Có dấu sắc Gỏi cuốn gà xiên gà xiên gà xiên gà xiên gà... mình không biết cái này đâu tại vì cái này không phải là trong ngành <laughs> đây gà xiên nha yeah. khoai lang chiên tôm tôm hả tôm cơm À tôm cơm thì mình nghĩ chắc là tôm cơm thì mình nghĩ là chắc là tôm gạo, cái với uh, lại um, cốm. Á? À cốm, đúng rồi, cốm. Cốm hay cốm ta? Cốm. Đây. Mình uh, không rành nha tại không phải trăm ngành, nhưng mà cái này là mình chia sẻ để mà cả nhà mình nhìn thấy là làm được đánh trên PDF lại bình thường, rất là đơn giản luôn. Ok, thập cẩm cái giá tiền cái này cái bông cái giá tiền đưa ra sao một tí đó cả nhà mình nhìn thấy rất là đơn giản ok ờ, súp súp dừa súp sữa súp sữa dừa súp sữa sữa hay giống ngã hay giống hỏi không biết luôn sữa dừa yeah. cái này là cái ví dụ thôi nha cái này là cái ví dụ thôi dĩ nhiên là nếu mà mình uh, đánh tiếng việt á mình phải coi lại coi là um, nó xài cái font gì cái cách đánh chữ là um, unicode hay là uh, vps đó hay là uh, Vini thì um, có thể đánh được có thể chỉnh sửa được và nếu mà nó xong rồi mình có thể lưu lại Save as Uh, cũng là Hội An đã sửa. Đã sửa. Ok. Đây, một cái original các bạn nhìn. Hội An không có dấu. Ok. Và một cái đã sửa. Hội An đã có dấu. Có thể thay đổi giá cả, có thể uh, thay đổi chữ, có thể thay, thay đổi hình ảnh có nghĩa là ở đây các bạn có thể thay đổi và làm việc được hết tất cả trên một cái PDF file mà không cần phải uh, liên hệ với cái người design mà đã làm ra cái này bằng uh, Word hay là bằng uh, bằng uh, uh Corel Draw okay. miễn sao nó là PDF thì các bạn cũng làm việc được mà Corel cũng làm việc được mà có file gốc của nó là Word hay uh, Excel cũng làm việc được ok cái video này mình đã chia sẻ xong nha mình uh, xin chào cả nhà